Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết tính đến hết tháng 5, doanh thu du lịch của Phú Quốc tăng 57% so với cùng kỳ năm 2014. 5 tháng đầu năm 2015, doanh thu thương mại dịch vụ và du lịch trên đảo đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng lĩnh vực du lịch, Phú Quốc thu hút được 250.000 lượt khách, trong đó thì khách quốc tế đạt khoảng 80.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng. Theo Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, sở dĩ có mức tăng trưởng ấn tượng trên là nhờ các điểm du lịch đang hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như Vinpearl, Phú Quốc, di tích quốc gia nhà tù Phú Quốc v.v. Ngoài ra thì Phú Quốc đã được kết nối thêm nhiều đường bay nội địa từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Rạch Giá và đường bay quốc tế từ Singapore và Campuchia. Nhằm phục vụ nhu cầu du lịch trong dịp hè 2015, bắt đầu từ ngày hôm nay 1 tháng 6, Jetstar sẽ chính thức khai trương đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc với tần suất là một chuyến khứ hồi một ngày. Chuyến bay từ Hà Nội sẽ cất cánh lúc 15 giờ 45 phút hàng ngày, chuyến bay từ Phú Quốc sẽ cất cánh lúc 18 giờ 35 phút hàng ngày.